Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong ở kem chương 1, chương 2 và chương 4 rồi đúng không nào? Phần hình học thì thầy đã quay xong cho em chương 4. Thì bây giờ thầy sẽ tiếp tục quay lại ở phần chương 3. Đó chính là phần đại số, là coi như là cái chương này nữa là xong ở phần đại số. Và phần hình học chỉ còn ở chương 5 là phần đường tròn nữa là xong. Kết thúc học kỳ 1 và thầy sẽ ra đề thi, rồi ôn tập, rồi hướng dẫn cho các em cái phần đề thi kỳ 1 nha. Các em cứ yên tâm, được chưa nào? Thầy sẽ sắp xếp công việc của thầy để mà quay vừa khoa học tự nhiên và vừa quay toán cho các em. Đấy. Và lớp 9 á, thì ở phần chương 3 kiến thức bậc 2 này thì thầy đã quay xong ở cái phần bộ cánh diều. Thì chúng ta có thể, muốn học vừa học nhanh trước thì chúng ta có thể tham khảo ở bộ cánh diều trước, cũng như là bộ kết nối, xem thử người ta viết như thế nào. Đặc biệt ở bộ cánh diều thầy đã quay xong clip rồi, chúng ta có thể vào đó chúng ta xem nha. Chương 3 trong phần kiến thức này thì chúng ta sẽ học 4 bài nghe, 4 bài và phần một phần nữa là bằng phần bài tập cuối chương. Thì ở trong đây bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 1. Bài đầu tiên đó chính là căn bậc 2. Cái anh cánh diều nghe, anh viết là căn bậc 2, căn bậc 3 là chung. Còn anh chân trời sáng tạo này thì anh viết giống cái chương trình cũ, anh tách ra căn bậc 2 riêng rồi căn bậc 3 riêng. Đấy, cái cách viết của mỗi bộ sách là khác nhau chứ nó không giống nhau. Nhưng cơ bản khi chúng ta học xong ở cái chương này thì gần như tất cả kiến thức thì ba bộ sách là như nhau, chúng ta phải hiểu như thế. Có anh thì lòng vô, có anh thì tách ra. Đấy, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần câu hỏi khởi động nha. Câu hỏi khởi động, để mà học được phần này tốt này thì những phần mình học thì thường chúng ta sẽ chú ý giúp thầy ở phần định lý Pythagore. Chúng ta còn nhớ định lý Pythagore không? Đây, thầy nhắc lại một xíu nha. Người ta cho cái tam giác vuông A vuông tại A, B, C vuông tại A thì theo định lý Pythagore ấy, thì bình phương cạnh huyền, tại vuông tại A thì cạnh huyền ta là BC đúng không? BC bình phương sẽ bằng là hai cạnh góc vuông bình phương ta cộng lại AB bình AC bình. Đấy. Để mà chúng ta sẽ giải quyết những cái bài mà về căn bậc 2 thì đường nào chúng ta nhớ tới Pythagore thôi. Được chưa nào? Rồi ok, ở đây người ta yêu cầu các em là tính B, thầy nói tính AB. Vuông ở đây này, vuông ở đây thì chúng ta có thể đặt này, đây là A, B, C đúng không? Đây là C đấy, vuông tại C thì theo Pythagore thì chúng ta có là AB bình phương đúng không nào? Ở đây người ta nói là quãng đường cano đi được dài bao nhiêu km, nghĩa là tính từ A tới B. Như vậy thì AB bình phương sẽ bằng là gì? AC bình cộng cho BC bình. Chúng ta thế số vô, AC bình là bằng 2 bình cộng 3 bình đúng chưa? Như vậy ở đây là AB bình phương sẽ bằng là đây là 4 cộng 9 là bằng 13. Thì trong chương trình lớp 8 về Pythagore thì để tính AB thì chúng ta sẽ lấy căn, móc bình phương này chúng ta sẽ thêm căn đó. Như vậy thì quãng đường của cano đi được nó sẽ dài là căn bậc 2 của 13 km. Xong, hiểu chưa? Chúng ta nhớ lại giùm thầy phần Pythagore giùm thầy nha. Và để học tốt chương này, mà thầy cũng nói luôn, để học tốt chương này chúng ta phải vào xem giùm thầy các cái hàng đẳng thức. Ví dụ như là hàng đẳng thức này A bình trừ B bình ha, hoặc là A mũ 3 cộng B mũ 3. Nói tóm lại là tất cả các hàng đẳng thức gần như tất cả các hàng đẳng thức là nó liên quan với nhau hết. Hoặc là dụ A trừ B tất cả bình, hoặc là A cộng B tất cả bình. Đó, đây là những hàng đẳng thức mà chúng ta rất là hay gặp. Đặc biệt trong 7 hàng đẳng thức đó thì gần như chúng ta nên học lại hết giùm này. Được chưa? Ok, toán lớp 8 nha. Rồi, sau khi giảng xong thì thầy cũng đưa ra cái bài giải chi tiết cho các em, trong đó nó có lời giải. Nên khi mà thầy giải các em từ từ các em chép nha. Khi thầy đưa ra đáp án chi tiết nó có chữ rồi á, chúng ta sẽ ghi chép lại một cách bài bản hình vẽ này. Rồi, chứ nếu như mà thầy thực sự mà thầy mà ghi chép như thế này nữa thì lâu lắm, tại vì thầy quay tới 3 bộ sách. Nếu như một bộ thì các em yên tâm đi, cả sách giáo khoa, sách bài tập các kiểu chuyên đề đồ gì thầy quay hết. Nhưng mà giờ tới 3 bộ một mình thầy gánh là nói chung là hơi mỏi, nên các em thông cảm nha. Rồi ok, ta sẽ đi sang ở phần mà thầy nói thì chúng ta hiểu là thông cảm thôi, chứ không phải là thầy rên hay thầy than hay này nọ đâu, không có đâu em. Thầy vì thầy đã chấp nhận quay thì thầy cũng có chẳng có gì phải rên cả nha. Các em nghĩ thầy than thầy rên là không phải đâu, thầy nói thì chúng ta hiểu về cái cuộc sống
về cái sự cố gắng mà đưa những kiến thức để cho em học, và hoàn toàn là miễn phí mà. Còn bạn nào mà không thích thì thôi, chuyển qua kênh khác vậy thôi. Ok, thầy Quang là như vậy đó, cứ phải thẳng thắn với nhau thì chúng ta mới gọi là tồn tại, đúng không nào? Căn bậc 2. Rồi bây giờ chúng ta đi sang hoạt động 1 này. Cho trục số được vẽ trên lưới ô vuông đơn vị như hình 1. Được. Nghĩa là cứ một cái từ đây này tới đây là 1. Chúng ta là 1. À, ví dụ 1 2 3 thì thằng đây là mấy? Đây là 3 này. Có đúng không? Đấy. Ví dụ thằng này là 1 2 thì thằng này là mấy? Là 2. Thằng này là mấy? Thằng này là 1 này. Đúng chưa? Như vậy người ta yêu cầu các em tính độ dài cạnh huyền OB của tam giác vuông OAB, thì thằng này người ta, tại vì trên đây là độ dài của một ô, đây là một đơn vị này, như vậy đây là AB, đây là hai đơn vị, OA này là mấy đơn vị? Một đơn vị, thì chứng tỏ vuông ở đây là vuông tại A, thì chứng tỏ OB bình phương ở đây sẽ bằng là gì? Cạnh huyền này sẽ bằng là AB bình cộng OA bình, thì chứng tỏ ở đây là gì? Hai bình phương cộng ở đây cho một bình phương thì bằng 4 cộng 1 là bằng mấy? Bằng 5. Có đúng chưa? Từ đây có phải suy ra OB này sẽ bằng là căn bậc 2 của 5 không? Đúng không? Rồi, ok. Căn bậc 2 của 5. Vẽ đường tròn tâm O bán kính OB. Đường tròn này cắt trục số tại hai điểm B và Q. Gọi x là số thực biểu diễn điểm B thì thế nào, và y là số thực biểu diễn điểm Q, thay mọi chấm thích hợp. Như vậy x bình phương bằng bao nhiêu ở đây? X ở đây là gì? X là số thực biểu diễn bởi điểm B, đúng không? X thì biểu diễn bởi số thực là bởi điểm B. Như vậy thì x ở đây là x, và ở Q ở đây là biểu diễn, ở đây là y. Như vậy ở đây người ta nói x bình phương là bằng cái gì? À, thì các em thấy này, đường tròn tâm O ở đây có phải là OB này là căn 2 của 5, thì chứng tỏ OB này cũng sẽ là căn 2 của 5, đúng không? Mà các em thấy ở đây là OB thì như thế nào so với OB đây? Đây chính là bán kính, thì OB ở đây sẽ bằng OB đây, và cơ cả ở đây cũng sẽ bằng OQ đây, chứng tỏ là OB sẽ bằng với O OQ và cũng sẽ bằng là OB, và chính là bằng căn 2 của 5. Có đúng chưa? Đúng chưa nào? Như vậy ở đây là x bình phương thì có phải là bằng căn bậc 2 của 5 bình phương không? Mà bình phương với căn thì triệt tiêu nhau thì nó bằng 5, chứng tỏ chỗ này chúng ta phải điền lại số 5 này. Tương tự như vậy chỗ này cũng sẽ điền lại số 5. Được chưa? Đó, vậy thôi. Đây nghe. Ok chưa nào? Nó cũng dễ chứ cũng không có khó đúng không em? Rồi, ta đi sang phần tiếp theo nha. Như vậy thì chúng ta đã hiểu tại sao cái chỗ này x bình phương lại bằng 5 và y bình phương bằng 5 rồi đúng không nào? Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ từ cái hoạt động 1 này, chúng ta sẽ có cái định nghĩa như sau em. Cho cái số thực A không âm. Không âm nghĩa là gì nè? Không âm thì nếu mà viết theo ký hiệu thì A này sẽ lớn bằng 0. Nghĩa là ta hình dung là từ số 0, nếu mà tính số nguyên nhá, nghĩa từ số 0 trở lên, nghĩa là 0, 1, 2, 3, 4 gì đó, gọi là không âm. Không âm là 0, 1, 2, 3, 4 nếu tính số nguyên nha. Số thực x thỏa mãn x mũ 2, nghĩa là x bình phương, chúng ta mũ 2 này chúng ta đọc là bình phương này. X bình phương bằng A được gọi là một căn bậc 2 của A. Là một căn bậc 2 của A thì cái x này phải là bình phương nha, mũ 2. Ta ghi thầy phần này vô. Ta có kết quả sau đây. Mỗi số dương A có đúng 2 căn bậc 2. Nhớ này, 2 căn bậc 2 đối nhau. Số dương thì người ta sẽ ký hiệu này,
Như vậy cái căn bậc 2 thì nó sẽ ký hiệu như này. Đó, số dương. Còn nếu mà số âm thì nó có thêm dấu trừ trước này. Đó, được chưa nào? Ok, số 0 chỉ có đúng một căn bậc 2 chính nó. Nhớ này, nếu trong đề bài mà người ta yêu cầu các em là tìm căn bậc 2 thì chúng ta sẽ có hai giá trị, một là dương, hai là âm. Nhưng nếu ở trong đề bài mà người ta yêu cầu các em tìm căn bậc 2 số học, căn bậc 2 số học nha, thì chúng ta chỉ có một số dương thôi chứ chúng ta không lấy số âm. Nhớ chưa? Nên là cái chỗ này người ta mới mở ngoặc ra này. Căn bậc 2 số học của A, căn bậc 2 số học của A đó chính là cái phần dương này thôi. Được chưa? Còn khi mà người ta trong đề bài người ta yêu cầu là tìm căn bậc 2 thì nó có hai giá trị, một là dương, hai là âm. Còn nếu trong đề bài người ta đọc cho kỹ đề nhé, tìm căn bậc 2 số học thì chúng ta chỉ lấy số dương thôi. Nhớ giùm cái. Ok. Thầy nhấn mạnh á, chứ một số chỗ đấy là khi đi ra thì không biết á. Chú ý, số âm không có căn bậc 2. Tại sao? Tại vì ở đây số thực A là không âm. Không âm, mà số âm ví dụ như là căn bậc 2 của âm 2 là cái này là sai này, không tồn tại này. Tại vì cái biểu thức dưới căn này là không được âm, nghĩa là nó phải là không âm. Chứ mà đây là âm 2 là sai, không được. Mà nó ví dụ căn bậc 2 của 2 là được. Ok, cái này là đúng, còn cái này là sai nha. Hiểu chưa? Phép toán tìm căn bậc 2 số học của số không âm được gọi là phép khai phương. Căn bậc 2 hay phép khai phương gọi tắt là khai phương. Ở lớp 7 ta đã biết, cái này lớp 7 rồi, nếu A lớn hơn B lớn hơn 0 thì căn bậc 2 của A sẽ lớn căn bậc 2 của B. Từ đó ta suy ra, nếu ta thêm nhau âm thì cái dấu bất đẳng thức mình sẽ quay ngược chiều trở lại. Được chưa? Đấy, rồi chúng ta sẽ ghi về phần chú ý này vô luôn để chúng ta học nha. Đặc biệt công thức này nghĩa là A là lớn hơn B thì chúng ta nhớ lớn hơn 0 đó nhá. Thì chúng ta suy ra căn bậc 2 của A sẽ lớn căn bậc 2 của B. Cái này dùng để so sánh này. Ví dụ như là 2 mà lớn hơn 1, từ đây chúng ta suy ra căn bậc 2 của 2 sẽ lớn hơn căn bậc 2 của 1. Nghĩa là từ đây chúng ta suy ra căn bậc 2 của 2 sẽ lớn hơn 1. Rồi căn bậc 2 của 1 là bằng 1. Ok. Ví dụ như thế. Rồi, đề nghị chúng ta sẽ ghi đoạn này vô để học nha. Chúng ta sẽ đi sang là trang 38 nha. Chúng ta sẽ đi sang ví dụ 1. Người ta yêu cầu kiểu là tìm các căn bậc 2. Nhớ, nếu mà tìm các căn bậc 2 thì có mấy giá trị? Có hai giá trị, một là dương, hai là âm nha. Của mỗi số sau, 64. 64 nghĩa là bây giờ cái 64 này chúng ta phải xem thử là cái số bao nhiêu mà bình phương để lên 64. Số bao nhiêu? Đó chính là 8 với lại gì? Âm 8. Tại vì âm 8 bình phương thì bằng 64 và 8 bình phương cũng bằng 64. Nên 64 này sẽ có hai căn có hai căn bậc 2, đó chính là 8 với lại âm 8. Rồi. Được không? 8 bình phương bằng 64 nên 64 có hai căn bậc 2 là 8 và âm 8. Chúng ta xem cái cách trình bày của người ta như này để chúng ta trình bày nha. Tùy theo bộ sách có cách trình bày khác nhau cho không phải giống thôi nha. Tương tự như vậy. Đây. Còn ví dụ như ở trong máy tính nha, ví dụ như ở đây chúng ta không nhẩm nổi nha các em nha. Nếu mà các em không nhẩm nổi thì thầy nói luôn, nghĩa là ở trong sách này nó vẫn chỉ các em cái cách bấm máy tính, nhưng mà thầy nói trước để chúng ta hiểu đường nào chúng ta phải sử dụng máy tính này thôi. Căn bậc 2 là cái dấu này đây, dấu này. Còn ví dụ như chúng ta muốn căn bậc 3 thì chúng ta bấm shift cùng cái dấu đó luôn thì ra căn bậc 3. Còn ta bấm một lần mà cái phím trắng này bấm một lần là ra phím này. Ví dụ căn bậc 2 của số 4 ta bấm cho bằng 8 này. Trong máy này nó chỉ có một giá trị thôi, nhưng khi đó khi mà tìm căn bậc 2 số học thì chúng ta phải tìm nó có hai giá trị, đó chính là 8 âm 8, hoặc là ví dụ như căn bậc 2 của 9 phần 16 ta bấm phân số chỗ đây này. Đó, ta bấm 9 ta bấm phím cuộn 16 ở đây. Rồi chúng ta bấm nhớ bằng 3/4 thấy chưa? Hoặc là ví dụ như căn bậc 2 của 0.25. Đây. Chứ có máy tính để làm gì? Có đúng không em? Đấy. Có máy tính là để sử dụng và để phục vụ chính cho mình để kiểm tra các kết quả của mình. Được chưa? Rồi. 1/2 nghĩa là 0.5 nè. Sử dụng dấu căn bậc 2, đây là cái dấu này. Đúng không? Để viết các căn bậc 2 của mỗi số sau. Đây. Đây. Đây là số âm. Nhớ, số âm là không có căn bậc 2. Được chưa? Trong ngoài số này cũng có căn bậc 2 đâu nha. Đừng có bị lừa đấy nha.
Rồi, chú ý, chúng ta ghi thầy phần chú ý nữa không? Từ định nghĩa căn bậc hai của một số thực A không âm, ta có đây bình phương với căn bậc hai là ta triệt tiêu thì còn là A này. Bình phương, tại vì ở đây là số âm là bình phương thì nó vẫn ra số dương. Bình phương với căn bậc hai này và số âm này nó vẫn ra là A ở đây. Được chưa nào? Và bình phương căn bậc hai của A bình phương này nó vẫn ra là A. Sau này căn bậc hai của A bình phương này á thì chúng ta sẽ bỏ vào trong giá trị tuyệt đối của A. Nhưng ở đây chúng ta đã ra A luôn vì ở đây người ta cho nó là đây không âm, nghĩa là A lớn bằng 0 thì cái giá trị tuyệt đối này nó sẽ ra đây. Còn nếu sau này cái trường hợp mà nếu A mà nhỏ hơn 0, A nhỏ hơn 0 thì nó sẽ ra là âm A. Nhưng mà cái trường hợp này thầy sẽ nói sau. Giờ các em cứ biết như thế này nè, cứ có công thức thì các em cứ sử dụng đi. Chứ không thầy nói nhiều cái trường chúng ta bị loạn em, bị rối. À, ta đi sang ở ví dụ 3 này. Ví dụ 3 các em nha. Tính căn 2 của 81 là bằng mấy bằng 9 nè. Âm. Nhớ cái dấu âm này là ở ngoài các em nha. Chứ dấu âm này nằm ở bên trong này là không được. Nhớ bên ngoài thì nó có kết quả đây là âm. Ở đây. Âm này. Ok. Ví dụ 4. Cái này dễ, cái này dễ. Vì là có máy tính hỗ trợ rồi. Ví dụ 4 này tính giá trị biểu thức A. Căn 2 này bằng 4 đúng không? À, bình phương với căn trực tiêu bình phương với căn với âm này trực tiêu nó bằng này cộng lại xong. Thì bây giờ thầy nói cái phần căn bậc hai này thì nó dễ chứ không có khó, nó không có khó nha. Rồi tìm các căn bậc hai của mỗi số sau thì cái phần này thực hành một này là chúng ta sẽ trình bày giống ở phần ví dụ một này này, phần này này. Còn ví dụ các em không biết thì chúng ta đưa vô trong máy tính, ta sẽ bấm căn bậc hai của 36 sẽ bằng bao nhiêu thì chắc chắn nó sẽ là 6 bình phương thôi. 6 bình phương thì 36 này nó sẽ có 2 căn bậc 2. Đó chính là gì? Đó chính là 6 với lại là âm. Âm 6. Đúng nhớ. Đấy. Tí thầy đưa cái bài chi tiết cho em xem. Thằng này 2, đây là 7 thì chứng tỏ đây chính là 2 phần 7 với lại là âm 2 phần 7 đúng không? Thầy làm nhanh như vậy. Cái thằng này thì nó sẽ là mấy? 1,2 đúng không? 1,2 thì nó sẽ là 1,2 với lại âm 1,2. Căn bậc 2 của 0 thì chắc chắn của nó sẽ là bằng bằng 0 nha. Căn 2 của 0 thì bằng 0, tại vì 0 bình phương là bằng 0 nên không có một căn bậc 2 là 0 thôi. Hiểu chưa? Phần thực hành 1 này rất là dễ. Rồi đây bài chi tiết là đây thực hành 1 này, chỗ này là 36 em nha, 6 bình phương, tại vì chúng ta bám vào chỗ ví dụ 1 á để chúng ta trình bày hiểu nào. Đó, có 2 căn bậc 2 là 6 và âm 6. 49 có 2 căn 2, ok, 1,2. Rồi vậy thôi, hiểu chưa? Thầy chuẩn bị như vậy tuyệt vời với nó, đúng không? Miễn sao chúng ta hiểu là được. Quan trọng cách trình bày của em. Khi mà làm tự luận là cách trình bày rất là quan trọng. Cho dù làm trắc nghiệm thì chúng ta không cần phải ta có rồi suy ra rồi vậy rồi nên rồi hay vâng vâng ha, kiểu thế. Rồi ok. Rồi khi thầy đưa ra chúng ta nhớ bấm trên màn hình lại để em ghi chép. Về phần thực hành 2, sử dụng dấu căn bậc 2 để viết các căn bậc 2 của mỗi số. Thì đấy, thì thằng này đã chính là căn 2 của 11. Được không? Rồi, thằng này là căn bậc 2 của mấy? Các em, cái dấu căn bậc 2 này, cái thằng này trình bày giống như thằng này. Đúng không? Như vậy thì nó sẽ là căn 2 của 11 với lại là âm căn bậc 2 của 11. Hai giá trị này. Thằng này cũng vậy, căn 2 của 2,5 với lại là âm căn 2 của 2,5. Thằng này có không? Tại vì nó là số âm. Nó là số âm. Nên không tồn tại căn bậc 2. Đấy. Đấy. Dựa cái thằng này này. Hiểu chưa? Đấy. Rồi, phần thực hành 2 là ok. Đây. Bài chi tiết này các em. ABC. Phần này phần bỏ nha em, đánh máy bị nhầm. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo, phần thực hành 3. Phần thực hành 3 này thì chúng ta dựa vào cái ví dụ 3 này tính đó. Tính thằng này thì chắc chắn là bằng bao nhiêu không biết thì không nhẩm nổi thì nói rồi bấm máy tính.
bệnh nhiệt cử bằng máy máy tính, có phải không? Có phải rằng ở đây là 40 bình phương thì bằng 40 nè, tí là đưa bài chi tiết 0,81 đó, 9 phần 10 biết bao nhiêu ở số thập phân thì bấm chữ SD nè, chữ SD nè, 0,9 đúng chưa? Thằng này thì nhẩm được này, đây là 3 và đây là 5, 3 phần 5 này. Dễ lắm nghe em, trời ơi có máy tính hỗ trợ rồi. Đây. Cực kỳ dễ luôn. Cách trình bày này. Rồi bây giờ chúng ta đi xem phần thực hành 4. Thực hành 4 thì chúng ta sẽ dựa vào giống như phần ví dụ 4 này thôi. Người ta đưa ra là sau đó người ta đưa tương ứng các phần thực hành để chúng ta dựa vào ví dụ thôi nha. Rồi ok. Thực hành 4. Tính giá trị vi thức ở đây bình phương với căn triệt tiêu thì thằng này bằng bao nhiêu? 12. Bình phương với căn này triệt tiêu ở đây thì bằng 12 này. Bình phương với căn triệt tiêu âm ở đây ra dương thì thằng này vẫn là bằng 0,36. Đúng không? Thằng này sẽ bằng là bình phương căn là bằng 5. Bình phương đây là vẫn là cộng ở đây 1,21 sẽ bằng là 6,21. Trời ơi cái bài thực hành 4 nó dễ quá kìa ha. Ok. Rồi. Đây. Dễ nhưng mà thầy cũng chuẩn bị bài chi tiết để chúng ta hiểu nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Giờ thầy trong clip này thầy sẽ làm cho em phần vận dụng đây nữa là xong này. Còn phần 2 này thì thầy sẽ làm cho em sau nha. Vận dụng 1 chúng ta sẽ người ta yêu cầu như thế này. Thầy lấy tờ giấy. Biết hình A, đây là hình A này, đây là hình B. Biết hình A và hình B trong hình 2 có diện tích là bằng nhau. Nghĩa là cái hình A và hình B này có diện tích là bằng nhau. Tính độ dài cạnh X của hình vuông B. Đúng không? Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ở đây người ta yêu cầu các em tính độ dài cạnh x của hình vuông B. Để tính ở đây x mà đây là hình vuông thì thằng này cũng sẽ là x. Mà ở đây á diện tích này, diện tích bằng nhau, nghĩa là diện tích của hình A thì bằng diện tích của hình B. Chứng tỏ ở đây chúng ta phải tính diện tích của hình A. Em hiểu không? Chúng ta phải tính diện tích của hình A thì khi đó diện tích hình B này sẽ bằng diện tích hình A. À, như vậy diện tích của cái hình A ở đây là cạnh đây là bao nhiêu? Ở đây là bao nhiêu? Ở đây là 3. Ở đây là 3. Thì diện tích của cái hình vuông to này. Có đúng không? Cả cái hình to này cái đã. Cả cái hình vuông ấy, mà cạnh 3 ấy thì là bằng bao nhiêu này? Là bằng 3 nhân 3 là bằng 9. Đúng không? Cm vuông. Rồi, bây giờ cái hình A của chúng ta là cái màu vàng cái này. Còn bây giờ chúng ta sẽ tính giùm thầy cái hình vuông mà cạnh ở đây. Gọi là cái hình hình A ở đây là hình 1 mà hình vuông 2 ở đây là cái cạnh đây căn bậc 2 này, căn bậc 2 là hình 2 này. Như vậy đây là S1 nè. Cứ đúng nè. Đấy. Bây giờ S1 này là cả cái hình vuông to này. Thì nó là này. Cái S1 là cả hình vuông to này. Hình vuông lớn á là S1. Chúng ta trừ đi cho hình vuông nhỏ là bằng ở đây là có 2. Có kích thước rồi này. Ta lấy căn 2 của 2 nhân căn 2 của 2 thì bằng căn bậc 2 của 2 bình phương. Thì cái này bằng 2 cm². Chứng tỏ bây giờ để tính hình A. Để tính hình A này như vậy S của A này sẽ bằng là S lớn. S lớn nghĩa là cái hình vuông có cạnh là 3 cm này trừ đi cho hình vuông nhỏ ở đây thì ra được cái hình này với nó đấy. Cái hình này, hình này không phải hình vuông, cái màu vàng này là đâu phải hình vuông, đúng không? Trừ đi cho S nhỏ sẽ bằng 9 trừ 2 là bằng 7 cm². Như vậy cái màu vàng này là bằng 7 cm² này. Cái màu vàng này này, đây đây cái hình A là nằm như đây này, là chúng ta lấy tổng cái hình lớn đây, ta trừ đi cho cái anh nhỏ này, em hiểu không? Như vậy anh đây hiện tại là 7 cm², tại vì diện tích của A bằng B, mà B ở đây x thì thằng này x thì diện tích hình vuông bằng x nhân x,
Như vậy S của B chỉ bằng S của A là bằng 7 cm². Mà S của B thì bằng X nhân X sẽ bằng 7. Như vậy X nhân X bằng X bình phương bằng 7. Thì từ đây chúng ta suy ra X của chúng ta bằng mấy? À, bằng căn 2 của 7. Mất bình phương thì thêm căn cm. Đúng không? Như vậy X của chúng ta đây bằng căn 2 của 7 cm. Xong. Hiểu chưa? Cách làm đây là như vậy. Quan trọng ta hiểu á. Hiểu là chúng ta phải làm như thế nào. Đầu tiên chúng ta tính cái diện tích cả cái hình vuông này. Hình vuông lớn mà cạnh 3 cm. Sau đó chúng ta trừ đi cho diện tích hình vuông nhỏ đây là cạnh là căn bậc 2. Như vậy nó ra được cái diện tích của A là lấy lớn trừ nhỏ đây thì ra A là bằng 7. Mà B thì cũng bằng 7 thì X nhân X bằng 7 thì ra căn 2 của 7. Rất là đơn giản luôn. Trình tự làm là như vậy. Được nha. Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở phần 2 và phần 3 các em nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hoa lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.